Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phan Văn Khải, những điều còn lại. Bài viết của tác giả GB Nguyễn Hữu Vinh. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chết, quốc tang 2 ngày. Nhiều người, nhiều ý kiến về vị thủ tướng này ở các mặt khác nhau. Một số ý kiến nhìn nhận ông có khả năng hơn những thủ tướng khác về mặt kinh tế đất nước ở giai đoạn đó. Hẳn nhiên là điều này được ghi nhận. Thành công và những hậu quả để lại trong vai trò thủ tướng. Thời Phan Văn Khải không nhiều những tập đoàn kinh tế nhà nước, những quả đấm thép vào mặt nhân dân như thời Ba Dũng. Cũng thời đó, không nhiều những việc con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc, mà Ba Dũng là người dẫn đầu, sau này bằng cách đặt con mình vào những cái ghế, kiếm ăn một cách trắng trợn và thần tốc, bất chấp dư luận. Thời đó, không nhiều những dự án lớn là chủ trương của Đảng, phản đối cũng làm như bô xít Tây Nguyên của thời Ba Dũng. Thời đó không nhiều tướng tá, đến mức cả một bầy được phong tướng, vì không phong tướng thì anh em tâm tư như thời Ba Dũng. Khá nhiều vấn đề thời ông Khải thể hiện hơn Ba Dũng, và nhất là anh Phúc Niệm sau này. Phan Văn Khải cũng là người đã qua Mỹ gặp Tổng thống Bush, gặp tỷ phú Bill Gates, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam, và để lại nhiều hình ảnh, câu chuyện bàn tán sôi nổi vào thời đó. Nhưng điều còn lại trong lòng những người dân thời đó về một Phan Văn Khải cũng không khác gì nhiều về những thủ tướng hay tổng bí thư, chủ tịch nước sau này. Đó là sự kém cỏi của lãnh đạo Việt Nam khi đi ra thế giới trên các diễn đàn quốc tế. Hình ảnh Phan Văn Khải móc trong túi một tờ giấy nhàu nát, ngồi đọc chính tả trước mặt Tổng thống Bush là một hình ảnh đặc trưng mà sau này các thủ tướng khác kế thừa ở mức cao hơn qua những cuộc nói chuyện có động chạm đến ngoại ngữ như Ba Dũng Abeck và Phúc Ngoẹo CLMV sau này. Khi đó, hình ảnh Thủ tướng Việt Nam cúi gầm mặt, đọc mấy chữ trong tờ giấy nhàu nát là hình ảnh được cho là phản cảm nhất trên mạng về vị thế và khả năng của lãnh đạo Việt Nam. Trong buổi gặp Bill Gates, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã không ngần ngại. Tôi nghe nói, ông bà hay làm từ thiện. Mời ông bà sang Việt Nam, sẽ thấy ở Việt Nam có nhiều nơi xứng đáng để làm từ thiện. Câu nói này của Thủ tướng Khải thừa nhận một điều chua chát. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Thủ tướng Chính phủ đi ăn mày không ngượng là chuyện bình thường. Hẳn nhiên, thời đó cũng có thêm vai hề Nguyễn Minh Chiết trong ghế chủ tịch nước khi sang Mỹ kêu gọi đầu tư vào Việt Nam vì Việt Nam có rất nhiều gái đẹp. Và trong chuyến thăm Mỹ sau đó, Nguyễn Minh Chiết thực hiện kế hoạch phân hóa nội bộ Obama. Đó là thời kỳ chính trường Việt Nam để mặc cho những vai này diễn. Còn Tổng Bí thư họ Nông thì chăm lo chải tóc cho mượt, cả răng cho trắng, nhuộm tóc cho đen để tán gái. Thế nhưng với nền dân chủ và quyền con người, quyền của các công dân, với vai trò của một thủ tướng, Phan Văn Khải cũng chẳng khác gì những lãnh đạo cộng sản trước và sau ông ta. Thời Phan Văn Khải là thời mà việc bắt bớ đã diễn ra trầm trọng. Nhiều nhà hoạt động đã bị bắt gắt gao trong thời gian này, như linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và nhiều người bị chấn áp trắng trợn và dữ dội. Việc đối xử với các lão thành cộng sản, trở mặt với đồng chí của mình như Hoàng Minh Chính, Trần Độ đã diễn ra dưới thời Phan Văn Khải, để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp về một thủ tướng chính phủ. Thời đó, mạng Internet chưa phát triển như ngày nay. Nhiều bài viết thư ngỏ gửi ông ta nhưng chẳng hề có tác dụng. Thậm chí đã có một tác giả ký tên Lê Nhân viết về ông thủ tướng này khá nhiều. Mình nhớ nhất câu chuyện Lê Nhân kể về ông Khải từ khi miền Nam ra học ở Hà Nội mà những bạn bè của ông gọi là Khải Đù Má. Câu chuyện như sau. Ở miền Nam, quen miệng Đù Má, nên khi ra Bắc học trường chính trị, hôm đó có quan chức cộng sản rất to đến dự. Có cả viện trưởng viện triết học Mác Lênin Hoàng Minh Chính. Cho Khải được phân công hô chào cờ cho cả khối đón đoàn. Học cho Khải quen mồm, Đù Má, chào cờ, chào. Cả trường cười như vỡ chợ. Mấy quan chức cũng không nén được cười, nhưng sau đó xa sầm mặt lại. Cho Khải càng lúng túng và hô lại, Đù Má làm lại, chào cờ, chào. Sau đó, chính ông Hoàng Minh Chính đã là người đứng ra gỡ hộ cho Cho Khải vụ này với quan chức cấp cao, rằng thì đó là do nó quen mồm. Thế nhưng, chính trong chế độ Phan Văn Khải, cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ và nhiều lão thành khác như Nguyễn Hộ đều bị đối xử tàn tệ. Giờ đây, Phan Văn Khải cũng đã xuống âm phủ. Không biết khi gặp các cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác như Hồ Chí Minh đã nguyện ước, rồi nếu gặp các cụ chính, cụ Trần Độ,
thì ông cựu thủ tướng này sẽ nói ra sao? Đơn giản là ông ta cũng chỉ là một quan chức cộng sản, không khoan nhượng với dân chủ và tự do, và đằng sau ông ta vẫn là cái chủ nghĩa Mác Lê cộng sản. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vì sao trên bảo dưới không nghe. Bài viết được đăng trên trang Facebook Mạc Văn Trang. Ông Phan Văn Khải biểu hiện là người chất phác thật thà, vụ về ít nhất ở hai sự kiện. Ông loay hoay cầm tờ giấy khi gặp hội kiến với Tổng thống George Bush, và khi ông phát biểu tại hội nghị rằng tình trạng trên bảo dưới không nghe đang cản trở đổi mới. Vấn đề muốn bàn ở đây là tại sao lại có tình trạng trên bảo dưới không nghe? Phải chăng đó chính là cơ chế đảng lãnh đạo tập thể, nhà nước quản lý đã khiến các thủ trưởng cơ quan khó thực hiện được ý nguyện cá nhân? Ông Phạm Văn Đồng có lần nói chuyện ở Bộ Đại học, thời Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, rằng tôi có hai kỷ lục, một là thủ tướng lâu nhất, hai là thủ tướng bất lực nhất, chắc là so với thế giới. Tôi muốn cách chức một thằng thứ trưởng mà cũng không được. Rồi ông giơ hai tay chỉ lên trời, lắc đầu. Một động tác tỏ rõ sự bực bội và bất lực. Ông Võ Văn Kiệt khi làm thủ tướng cũng nhiều lần than thở về những cản trở vô lối. Còn ông Phan Văn Khải thì thốt ra, trên bảo dưới không nghe. Ông không muốn trụ sở các cơ quan công quyền, rõ hoành tráng mà trường học, bệnh viện thì nhếch nhác, nhưng dưới có nghe đâu. Vì sao các bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh, thậm chí chủ tịch huyện không nghe, không sợ thủ tướng? Đó chính là vì mỗi bộ đều có tập thể ban cán sự và tập thể đảng ủy cơ quan bộ, mỗi tỉnh đều có tỉnh đảng bộ, là chỗ dựa cho bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh. Chính quyền muốn kỷ luật một lãnh đạo bộ hay tỉnh phải báo cáo các cơ quan đảng, các cơ quan này lại họp thảo luận tập thể, báo cáo theo ngành dọc của đảng. Tình trạng đó dẫn đến chỗ các thủ trưởng có sai phạm, nhưng đó là chủ trương tập thể ban cán sự hay tập thể đảng hay tập thể đảng ủy. Nên cuối cùng bên đảng kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo tập thể đảng ủy và cá nhân đồng chí. Nhưng phải nói, thời ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyền uy nhất. Ông bảo gì bên dưới nghe răm rắp và còn triển khai mọi việc rất nhanh, vượt cả yêu cầu của trên. Ví dụ, ông có chủ trương cho các tỉnh được ký dự án với nước ngoài, lập tức hơn 10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng 50 năm, tỉnh nào cũng đồng loạt ra quân, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế đất đai cho các dự án sân golf, các khu resort, cho các loại nhà máy đường, xi măng, sắt thép, đặc biệt như Hà Tĩnh, còn dám cho cả Formosa thuê đất, thuê biển tới 70 năm với giá bèo. Tích cực hơn nữa là các quả đấm thép như tập đoàn Vinasin, Vinalite, Than khoáng sản Việt Nam, luôn luôn ngoan ngoãn quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng. Tăng tốc lớn nhanh, vượt bậc như thổi bong bóng. Thủ tướng rất ưu ái các tỉnh. Trong số 63 tỉnh thành, chỉ hơn 10 đơn vị là thu ngân sách đủ chi và có đóng góp cho Trung ương. Còn lại toàn bóc ngắn cán dài, nhưng anh ba tốt bụng. Tôi chưa kỷ luật đồng chí nào lại rất chịu khó vay tiền về cung cấp cho đàn em xây trụ sở, tượng đài, cổng chào, thật hoành tráng và tiêu xài xả láng, không cần biết cục nợ lớn cỡ nào. Đến khi Giang Sơn giống vóc tan hoang, nợ công đầm đìa, dân đi khiếu kiện khắp nơi, Quốc hội đòi Thủ tướng từ chức, thì ông Dũng nói ra hoảnh trước Quốc hội rằng tôi không từ chức vì đây là nhiệm vụ đảng giao cho tôi và tôi làm gì đều có sự chỉ đạo của đảng. Vậy là Quốc hội ngồi ngớ ra, gật gật. Như vậy, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý hẳn là có vấn đề. Giờ đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành người đốt lò vĩ đại, xử lý một loạt vụ tham nhũng sinh ra từ thời ông Dũng, dân tình lại phấn khởi. Nhưng đó cũng chỉ là giải quyết cái ngọn, có tính duy ý chí. Vì tại sao khi ông Dũng vẫn làm thủ tướng, ông Trọng không làm được gì? Cũng tại cơ chế lùng nhùng của đảng, nên Quốc hội không thể cách chức ông Dũng, mà đợi đến đại hội 12 của đảng, với nhiều mưu mẹo mới hạ bệ được ông Dũng. Nay mai ông Trọng nghỉ, một ông khác giống như ông Nông Đức Mạnh lên làm tổng bí thư, thì lại xuất hiện một ông thủ tướng Dũng khác, vẫn cứ lùng nhùng. Chỉ có nhà nước pháp quyền, ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau, kiểm soát lẫn nhau thường xuyên, dựa trên cơ sở hiến pháp, hệ thống pháp luật, xử lý ngay những người, những việc tiêu cực vừa mới xuất hiện, thì mới là cơ chế khách